mỏng lắm rồi đúng không? Nhưng vẫn chưa được. Mỏng lắm rồi nhưng vẫn chưa được. Thế là tức vỡ vỡ bụng rồi đấy. Cái này bây giờ mà lên phát là nổ bụng hết luôn. Thật không? Thật, nhìn gầm đây nổ hết dưới kìa. Đợi xem nào. Oánh đi thôi chứ còn gì nữa mà. Đấy. Tự tin lên gì nè. Chị oánh lên. Oánh lên xem nó nổ như nào nào. Bằng anh kia thôi. Này là đem mắt đi. Khói mù mịt luôn anh em nhá. Lắm. Đúng rồi, bên đấy cứ bằng bên này, nếu mà chưa căn được thì cứ bằng bên này, còn đấy xong rồi học lý thuyết tiếp anh, sau. Cao cao hơn bên anh mà. Đây. Nữa đi, anh bên này anh cũng lên cho em mắt nữa đi, chưa được đâu. Anh lên cho em hai mắt nữa mới đủ. Chưa. Anh lên nữa đi cho em nữa đi. Bên của anh vẫn lên nữa, bên này lên nữa đi. Chị lên một mắt đi. Lên là lên đủ luôn đi, lên cái dập ra dập rừng nữa. Lên nữa đi. Thằng này lên chưa đủ. Đến mắt để kịp mắt. Đấy, nó mới nổ được chứ, lên thì dập già dập rừng đấy nhá anh em nhá. Vừa lên chỉnh xích phát nó nổ như bỏng ngô luôn. Ui dồi ôi, còn hơn cả pháo hoa nó nổ. Nào cẩn thận rách bì nhá, đấy. Nổ còn hơn pháo hoa. Gắp đâu. Nào đỡ vào là không rách bì đấy. Ôi, chưa? Nổ sợ chưa anh em? Ôi, quay quay ngược. Ôi. Nổ rách bì luôn ấy, không phải đùa đâu. Đấy, miếng này thôi luôn nhá. Miếng này được luôn này, cho ra luôn này. Đào đi, đào thế. Miếng này thì cho vào làm gì nữa? Này, nổ vào đây. Ôi. Ô, nổ rách hết cả bì. Nào nhanh 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 tay nhanh tay. Hai gấp nhá. Đào miếng ấy chưa được. Miếng ấy dựng lên. Hai tay hai gấp mà gấp nữa đâu, nhiều gấp mà. Nhà rất nhiều gấp mà. Tại sao không lấy ra để sử dụng vậy? Mẻ nay mà không nổ đẹp nữa thì thôi chứ cần. Như quả nhót. Nó còn đẹp hơn cả nhót. Đấy. Chắc là không giòn đâu đúng không? Ai bảo không giòn mà? Miếng này chưa được này, miếng này cho vào lại cho nốt này đi. Nổi nó nhìn nó uy tín tí. Này, tí tí chỗ này nhỉ? Này được rồi. Chưa, ngay chưa. Nhiệt đang bị hơi yếu rồi. Có gì đâu. Không, không, không kéo lên thế được nữa đâu. Cứ để đấy, để cho nó nổ từ từ đi. Cái này là rồi này. Nào nhấc nhẹ thôi, không rách bì của em. Nào này. Cho ra. Này ủ lâu này. Này này này. Anh thấy màu có sáng không? Này ủ lâu này. À, nhưng mà anh thấy có màu có sáng hơn so với anh làm không? Bây giờ nhá, em bảo nhá, dồn hết lên góc đằng trên này cho em này. Dồn hết cả lên góc đằng trên này, dồn một đường thôi. Miếng này vẫn còn nổ được đó nữa này. Miếng này vẫn còn nổ được nữa này, chưa được đâu. Dịch lên này một tí, lên năn này này. Lên áp sát này đấy. Ken luôn cả mấy cái miếng này vào đấy. Này, miếng một hai miếng này vẫn cho nổ thêm được nữa này. Cho nổ miếng này cho mấy miếng ấy ra đi anh ơi. Miếng này nổ 900% rồi anh còn cho đây. Ui cái đấy không nổ được đâu. Một tí đấy không cần đâu. Đây nhá. Thằng kia mày bảo là muốn nổ để cho nó nổ nốt cái phần đấy đúng không? Quay ngược lại. Không phải quay ngược lại, đây kênh nó lên này. Đấy. Nào hai anh em tập trung cho lên thêm một mắt xích nữa đi. Lên kia cho thêm đi. Đấy được chưa? Được thì dựng lên. Mình anh chưa vẫn bị hơi non nào này. Thôi rồi. Thì tính xong. Thêm vừa thôi, thêm vừa thôi, thêm vừa thôi. Không phải thêm một đống đâu, thêm toang giờ. Kiểm tra trong này trước này, đây này, nhìn này, đấy. Thế lên cái được ngay luôn này, đấy, ra đi. Nào ra đây, ra bên này. Nào, được chưa? Cái bàn này mà không nhanh tay là
cháy làm sao được chị, nó nằm ở mức mặc định rồi. Nói chung là đây là chẳng qua mấy ông này cố kéo lên thôi, chứ còn nếu mà không thì làm sao mà cháy được, đúng không? Không cháy đâu. Đây là để cho hai anh em này làm, chứ còn bình thường em làm em nhàn nhiên cỗ ấy. Thế nào, mẹ này anh có đã cảm nhận được tí nào so với ba hôm rồi học chưa? Mẹ này với mẹ kia là khác nhau hoàn toàn nhá. Đấy, chỉ chênh nhau có 5 phút đồng hồ thôi, nhưng mà là toang. Đấy, mẹ này vậy là nướng, nhưng mà nướng lâu nhất.